Không, hello cả nhà. Rất vui được gặp lại cả nhà trên kênh YouTube Karate. Bữa nay team của anh em mình có mặt tại Đá Vàng. Ở đây là thượng nguồn của Đá Vàng nha cả nhà. Ở đây mình đi vài dặm nữa là lên trên cái đỉnh núi rồi. Team của anh em mình đi từ sáng tới giờ, từ dưới đồng bằng lên đây đi từ sáng giờ. Giờ này cũng một mấy rồi cả nhà. Lên tới đây đuối rồi, anh em mình quyết định cắm trại ở đây nha cả nhà. Thì team của anh em mình đi là có mang theo một cái đùi dơi. Đùi dơi thì mới nãy của anh em mình cũng đã chặt ra cả nhà. Cái đùi dơi. Ở đây là hai bắp chuối. Nè bắp chuối chuối rừng nha cả nhà. Chuối rừng nãy đi. Mới ăn trái rồi đắng. Ở dưới lên đó là thấy bắp chuối là mình lấy luôn, mình gặt luôn. Là còn cái này ở đây là cơm nha cả nhà. Đây là gạo trong đây nè. Đó, đây gạo này, nạo gạo và nước ở đây. Này lưng nó để thành nên vậy sao chính đổ nước ha, vậy sao chính. Làm xử lý lại đó anh em. Cái ống khác. Thì giờ ở đây anh em mình làm cái món ẩm thực là dơi nước ống tre và cơm lam nha cả nhà. Thì cả nhà theo dõi chân của anh em mình coi thử làm thực hiện nha. Muối nha. Đói bụng quá ăn muối rồi. Món thử thách này có thành công không nha cả nhà. Bây giờ bỏ thịt vô, mình vô cái ống tre đi. Xương thì mình bỏ đây mình nấu luôn. Mình dồn xương ra đây hết đi. Chỉ mấy củ hành này đi. Chắc không có đập ra bỏ vô. Cả hai ống, chia hai ống. Lớp ấy chứ. Thêm nước vô đây đi.
mọi người. Rồi này mớ thịt này mình xiên vô nha luôn đó nha, xiên không khói luôn nha. Rửa cái chè chưa? Con gà này chúng quá. Rồi xong rồi nha cả nhà. Giờ xiên hết rồi, giờ mình bỏ cái này hử này không khói nha. Từ từ để cho nó hết đi, cơm mới còn chín đâu nướng, chứ đỡ gì lửa không à? Hả? Không khói mà. Khói luôn. Khói để lửa ngọn vậy thôi. Khói gì để tao làm một cái cây gì tao trắng bên đó cho mày. Giờ làm mấy anh em thiết kế đi. Thiết kế trắng rồi vậy nè. Thiết kế cái cây trống mình gác lên đây cắt bếp đi. Đó không có làm gắt bếp đi. Cán quá. Chúng tôi lấy than bỏ qua. Cái gì gác ngang qua đây, cái dài gác ngang qua đây cái. Xuống nó thử cái tèo. Thử coi. Có giàu không? Trời ơi ta. Thục nó xíu em sâu rồi ha. Just too hard.
Mời cái nhà dùng cùng tem anh em mình nha. Giờ cái này thịt ở trong ống tre giờ đổ ra nè. Ủa nước không vậy? Chín không? Chín. Ủa nước cái này nước không ra? Ủa nước không ra? Này nữa hấp. Hấp đi. À, nóng quá. Dễ 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 cây luôn, dễ cây luôn. Cầm dễ được. Đây cái nhà nè. Đúng chưa? Để nước hết uống. Đưa chất nước kia nè. Bỏ dơi lên trên đây đi. Có dầm cắt dơi qua đây. Được. Ngon cái nhà. Rồi lấy dao chẻ gắm cái kia luôn nha. Chẻ. Dao đây. Vậy còn chơi nữa nãy quên để mình chẻ qua mặt này nè. Cơm người ta cơm cá nhiều cá rồi rồi cơm của tao nghe mùi gừng đây chả. Nó cho nghe mùi gần ta. Đó. Thế chú bằng này. Đó đâu, rau cái gì? Đẩy nước hết. Ui. Này ma dùng cái gì vậy? Dùng đi. Cái đồ ngon à. Ngon không? Ngon. Đây cơm cả nhà. Dạ nè. Hả? Cháy ai ngờ không cháy không? Anh em ai dùng đi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Miếng cơm ấy. Đúng rồi. Mời nhà miếng cơm nha. Mời cả nhà. Mời nhà miếng cơm nha. Miếng cơm ấy. Đúng rồi. Thiếu nước. Làm miếng thịt nấu ống tre nha cả nhà. Rộng rất là ngon cả nhà, rất là thơm. Ủa ủa nó ngon cả nhà. Mấy nhà miếng dưa nha. Miếng dưa này đúng hấp dẫn luôn á, chín luôn à. Trong anh nướng ống tre nè,
mời cả nhà ăn dê rừng với mình nha. Dê bắt lên đại trên trên rừng nha cả nhà. Đầu tiên ba mấy năm trong đời á ăn món này. Quá đã. Ngọt quá. Ăn đây đi. Tiếng chuối chóc luôn. Nè bắp chuối rừng nướng cả nhà. Tôi tính rồi đó. Đắng hả sao? Cháy đắng. Bỏ cháy đi. Rồi cái nhà nha. Nó hơi nhẫn nhẫn nha. Thơm. Thơm nhưng mà hơi nhẫn nhẫn. Cũng được. Làm mấy thịt nướng đây em ạ. Gừng múc miếng vitamin đấy. Ừ, ông chê, ông chê. Ê, mời cả nhà nha. Cá miếng muối à. Về rau. Muối muối tròn lắm. Ông chê à. Quá đã nè. Vitamin gâu gâu cả nhà. Trộn luôn hả luôn á. Không đổ qua. Người lưới á, người lưới á, người lưới được. Rồi cả nhà miếng vitamin B nha. Còn rồi chưa? Đã. Thôi, rồi miếng cơm cả nhà ơi. Tưởng ở ngoài đây mà nó cháy đen, nãy tưởng cơm là ăn được rồi nhưng mà bên trong cũng vừa vàng tới rồi cả nhà. Quá đã. Hơi ít nước. Mời cả nhà nha. Còn lắm luôn. Quá đã. Quá đã cái nhà. À luôn nè. Chưa húp nữa. Hả? Quá ngon. Ngon. Chuột má ngon. Còn nước không? Còn lắm. Còn lắm à. Còn lắm à. Rồi. Đã. Không biết không? Đó. Nước dơ ra đã ha. Đúng rồi, ngon mày mọi người. Thơm. Chào, chào, chào. Giờ giống chè. Giống chè nó bính bí á. Không chín nó ngon. Quá đã. Ừ. Quá. Tắt cây, tắt cây. Nhây quậy như dở bụng nhớ. Rồi đúng rồi, lưu cái gì lại. Quá đã. Cơm, nó là nướng cho con chì ngon, cũng ngon. Thằng ấy nhét thịt hết luôn. Bởi nhà ăn miếng thịt nướng nữa nè. Mời cả nhà. Quá ngon. Miếng ớt nha cả nhà. Ngon quá mà ăn nè. Ừ. Quá đã. Tái nè. Ừ. Miếng cơm nữa nha. Ở trong rừng này thấy ăn gì cũng ngon đó nha. Miếng chuối nè. Miếng chuối đi. Tại vì miếng chuối vậy? Chuối nướng á. Ờ. Hả? Rồi. Hả? Miếng dê nè.
Dạ ngon. Thơm ở nhà vừa dính tới mặn mặn nước. Rất là ngọt. Ngọt. Ngon. Ngon ngon. Ăn cơm ngon. Ngon. Nó rửa tay nha. Ngon. Quá đã. Mặn mặn hơn tèo. Chính đầu, chính đầu. Chính đầu. Cái này mà chính à. Thịt phải chín luôn đó, chín thì chín luôn đó. Làm miếng vitamin câu câu á. Rồi cái nhà nha. Quá đã. Wow. Ở đây là địa điểm đá bàn nha cả nhà. Ở đây là cũng gần như là thượng nguồn rồi cả nhà. Đi dài thêm vài dặm nữa là trên khúc trên kia là đỉnh núi rồi. Thì mà ở trên đó đường dốc đá lên rất là khó khăn nha cả nhà. Ở đây là gần như lên trên đỉnh núi rồi cả nhà. Thì hôm nay tem của anh em mình trải nghiệm ở đây nấu cơm lam và món thịt nướng trong thịt trong nấu trong món tre và thịt nướng cả nhà. Cũng rất là hay và thú vị. Nếu mà cả nhà thấy clip này của anh em tem mình á hay cho tem anh em mình một lượt like và một lượt subscribe để có gì động lực cho tem anh em mình nha cả nhà, để làm những clip tiếp theo nha cả nhà. Thôi chắc cũng trời cũng sắp tối rồi, anh em chắc chuẩn bị dùng thêm miếng nữa rồi chắc cũng xin phép cả nhà kết thúc video ở đây nha cả nhà. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà những clip sau. Nha. Bye bye cả nhà. Gặp lại nha. Hả? À bé, đúng không chú? Hello cả nhà, xin chào cả nhà. I'm